Chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ trên tay một chiếc Longines. Chiếc này là rất là đẹp và mới về kho của ICS. Chiếc này đã có một chú khách rất là dễ mến ở miền trong, và chú ở Quy Nhơn, chú Phúc ở Quy Nhơn thì đã chốt chiếc này. Thì mình cũng xin phép chú để quay lên cho anh em được ngắm chiếc này. Và nếu như anh em có nhu cầu sau này thì anh em có thể order của ICS. Chiếc này là một chiếc Longines rất là đẹp, mình sẽ mở hộp ra. Vẫn là một cái hộp thường thấy của Longines. Ở phía trong thì chúng ta sẽ còn đầy đủ cả xốp, một cái khăn đó, và chúng ta sẽ có một cái hộp gỗ Longines rất là đẹp. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ có sách, và ở trong quyển sách này thì chúng ta sẽ có một cái thẻ Longines đó. Thì mình sẽ bỏ qua phần này vì trước đây mình cũng đã mở hộp rất là nhiều rồi. Mình sẽ chủ yếu là đến nhân vật chính của chúng ta là chiếc Longines Elegant. Chiếc Longines Elegant, và đây là các bạn có thể thấy là chiếc Longines Elegant. Chúng ta sẽ có cái mã của Longines Elegant ở đây, và giá retail của bên kia là khoảng 3.000 đô, tức là khoảng tầm 76 đến 80 triệu. Và các bạn sẽ thấy là cái mã của em nó ở đây. Chiếc Longines này thì chúng ta sẽ có mã là L49105127 đó, và dòng ở dưới thì chắc là cái serial number của em nó. Chúng ta sẽ có thân là thép không gỉ, và chúng ta sẽ có GC200 này, là tức là Gold Cap 200. Số 200 này là 200 micron và nó sẽ bọc vàng dày đến 200 micron. Bình thường thì các cái sản phẩm mạ vàng mà cao cấp thì nó chỉ khoảng tầm 3 đến 4 micron thôi. Còn chiếc này của mình thì nó bọc vàng tận 200 micron, tức là các bạn sẽ nhìn thấy luôn cái lớp vàng bọc đó, rất là đẹp. Và đây là một trong những cái dòng sản phẩm cao cấp của Longines. Nó thuộc series Elegant. Mình sẽ bỏ ra để anh em có thể thấy. Anh em có thể thấy chiếc Longines này thì nó được làm design rất là đẹp, nó classic, cổ điển, và các bạn sẽ thấy ngay. Đó, mình sẽ mở cái siêu này ra để cho anh em có thể được ngắm nhìn chiếc Elegant này. Đây là một chiếc tuyệt đẹp. Các bạn có thể thấy là với cái dòng này thì Longines thiết kế kim cả cọc số cực kỳ mảnh. Và các bạn sẽ thấy là em nó rất là mỏng. Với chiếc này là chúng ta chỉ mỏng khoảng 7.7mm thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có đầy đủ 3 kim, và chúng ta vẫn thưởng thức được cái kim trôi rất là đẹp. Và chiếc này có máy là có 28.800 sao động, cho nên là các bạn sẽ thấy kim trôi nó cực kỳ mượt mà. Kim giờ và kim phút của chúng ta thì được làm màu đen, còn kim dây và các cọc số của chúng ta thì được làm vàng hồng rất là đẹp. Các bạn sẽ thấy cái ô lịch ở góc 3 giờ. Nói chung là thiết kế của chiếc này cực kỳ classic và cổ điển, rất là đẹp. Nói chung là chúng ta có thể đeo thoải mái. Chiếc này có size là 39mm, cho nên phù hợp với mọi cổ tay của Việt Nam. Chúng ta sẽ có cái niềng benzen. Các bạn sẽ thấy cái niềng benzen này thì được bọc vàng rất là đẹp, và nó bọc vàng dày, cho nên các bạn có thể nhìn thấy ngay cái lớp vàng đó được dày ở đây. Và kể cả cái dây của chúng ta, các bạn có thể nhìn thấy cái lớp dây được bọc vàng rất là dày ở đây. Đó, các bạn nhìn thấy ngay cái lớp vàng ở phía trên cái steel. Đó, mình quay này cũng khó nhìn, tuy nhiên các bạn sẽ thấy ngay một cái lớp vàng rất là dày. Đó, các bạn nếu có điều kiện thì các bạn sẽ được nhìn ở ngoài. Tuy nhiên là mình quay video này các bạn thông cảm. Đó, chúng ta thấy nó rất là dày. Nó gần như là một miếng vàng các bạn bọc lên. Đó, và với cái cách bọc như vậy thì các bạn bền cực kỳ luôn. Và chúng ta chi phí của chúng ta vẫn rất là tốt. Cái lớp vàng bọc này của chúng ta nó không chỉ bọc ở trên mà nó bọc cả ở dưới luôn. Nhiều hãng là người ta chỉ có bọc ở trên, như vậy thì làm rất là xấu. Còn với chiếc này thì chúng ta bọc cả ở dưới. Longines đã làm rất là tốt cái phần này. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có bộ máy ETA, và mình nghĩ là chiếc này thuộc series là 2892-2893. Nó là 2892A2. Chúng ta sẽ có một bộ máy mà Longines gọi là L619.2, rất là nổi tiếng của Longines. Chúng ta có 21 chân kính, khoảng 42 giờ tích cót, và chúng ta sẽ có 28.800 tần số dao động. Đằng sau chúng ta sẽ thấy ngay dòng chữ là The Longines Elegant Collection. Chiếc này thuộc series Elegant, và chúng ta thấy mã của em nó là L4910.5. Đó, và các bạn thấy ở đây là chất liệu là thép không gỉ và GC200. Đó, Gold Cap 200. Chúng ta có đầy đủ những thông tin khác như là chống nước 33, và chúng ta có logo Longines ở đây, cái dấu của Longines ở đây cùng với serial number. Nói chung đây là một dòng sản phẩm rất là đẹp, phù hợp với cả anh em mà thích một chiếc đồng hồ chuyên về văn phòng, và anh em sẽ thấy là nó có một cái vẻ đẹp cực kỳ tuyệt vời. Mình tay mình khoảng 17.5, đeo chiếc này nó sẽ hơi thô vì mình có hơi đen đen bẩn bẩn một chút. Còn anh em mà có tuổi một chút và dân văn phòng thì đeo chiếc này sẽ cực kỳ đẹp. Anh em có thể thấy là cái cảm giác mà lên tay chiếc Longines Elegant này nó rất là sang trọng.
với bộ dây đề mi tuyệt vời như thế này thì mình nghĩ là đây là một trong những cái chiếc mà cực kỳ sang trọng trong tầm khoảng độ dưới 50 triệu đồng. Chiếc này được bán chính hãng tại Việt Nam với giá khoảng 76 triệu 500 tại các cái store lớn như Duy Anh. Còn mình xách về được chiếc này với cái mức giá cực kỳ hợp lý, chưa đến 50 triệu đồng. Và chú Phúc ở Quy Nhơn, là chú Phúc đã rất là nhanh tay khi mà có thông tin về chiếc này, chú Phúc đã chuyển khoản ngay. Đó, anh em có thể thấy là một cái dòng sản phẩm của Longines được làm rất là trau chuốt, từ cái mặt dial cho đến bộ kim cọc số và những cái phần phủ vàng của em nó thì được làm cực kỳ tốt. Đó, các bạn sẽ thấy nó cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là đây một sản phẩm đẹp và mình rất ưng ý với sản phẩm này. Đó, anh em nếu như là tìm kiếm một chiếc chuẩn Rexwatch thì anh em nên lưu ý chiếc này, dĩ nhiên là với cái hầu bao khoảng tầm 50 triệu. Rồi, rất cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của ICS.